Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ bật cái tính năng hạn chế ở trên Facebook Messenger. Thì cái tính năng hạn chế này nó sẽ có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là nó sẽ ẩn bớt cái hoạt động của ai đó. Khi mà chúng ta cho một ai đó vào cái tính năng hạn chế này thì nó sẽ gỡ cuộc trò chuyện khỏi danh sách của đoạn chat để không nhận thông báo về tin nhắn đó nữa. Cái thứ hai là nó sẽ ẩn hoạt động của bạn. Cái người mà chúng ta đưa vào danh sách hạn chế sẽ không xem được những cái trạng thái hoạt động của bạn vào thời điểm bạn đọc tin nhắn. Và cái thứ ba là bỏ hạn chế bất kỳ lúc nào và khi mà người đó sẽ không nhận được thông báo rằng bạn đã hạn chế họ. Bạn có thể bỏ hạn chế trong phần cài đặt quyền riêng tư, có nghĩa là nếu mà chúng ta cho bất kỳ ai vào cái phần danh sách hạn chế này thì cái người mà bị chúng ta cho vào danh sách hạn chế cũng sẽ không thể nào mà biết được, bởi vì nó sẽ không có một thông báo nào nữa cả. Chỉ khi nào mà chúng ta muốn trò chuyện lại với họ thì chúng ta sẽ gỡ họ ra khỏi cái danh sách hạn chế thì chúng ta lại trò chuyện một cách bình thường. Cái điều này thì nó hoàn toàn khác với tính năng chặn. Nếu mà chặn thì nếu mà chúng ta chặn một ai đó thì người đó sẽ được nhận một cái thông báo là người dùng hiện tại sẽ không nhận tin nhắn từ bạn, thì các bạn biết là cái người đó đã chặn cái tin nhắn từ bạn. Tuy nhiên thì trong cái phần tin nhắn hạn chế này thì chúng ta hoàn toàn là có thể chặn một ai đó, chúng ta có thể hạn chế tin nhắn của một ai đó mà họ không được hề được thông báo. Và khi nào mà chúng ta muốn trò chuyện lại với họ thì chúng ta chỉ cần bỏ cái phần hạn chế này đi thì chúng ta hoàn toàn có thể trò chuyện lại một cách bình thường. Rồi. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ thêm cái danh sách hạn chế này vào trong cái phần tin nhắn Messenger nha. Và sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng là hạn chế cũng như là chúng ta có thể bỏ cái tính năng hạn chế trong phần tin nhắn Messenger nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái phần tin nhắn Messenger lên. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng avatar ở đây. Sau đó thì tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là quyền riêng tư đây. Và các bạn lưu ý là cái bước này thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được cả trên iPhone lẫn trên Android nha, nó hoàn toàn giống nhau. Ở đây thì nó sẽ có hai cái phần là tài khoản bị chặn và tài khoản hạn chế. Thì các bạn chọn vào cái phần là tài khoản hạn chế ở đây. Do là mình chưa thêm ai vào cái danh sách tài khoản hạn chế cho nên là cái phần này nó hoàn toàn trống không. Và nếu mà các bạn muốn thêm bất kỳ một cái tài khoản nào vào danh sách hạn chế, các bạn chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng hình người dấu cộng ở đây. Đó, thì nó sẽ ngay lập tức dẫn chúng ta đến những cái tài khoản Facebook mà chúng ta thường hay nói chuyện gần đây ở trên phần tin nhắn Messenger. Và ví dụ như mình sẽ cho một bạn này vào trong cái phần danh sách hạn chế thì nó sẽ ghi là ẩn bớt hoạt động của bạn này mà không cần chặn họ. Đó, và mình sẽ nếu mà các bạn muốn cho vào danh sách hạn chế, các bạn chỉ nhờ cần nhấn vào cái chỗ là hạn chế như này. Đó, như vậy là mình đã cho thành công được một cái tài khoản vào danh sách hạn chế. Và bây giờ thì cái phần tin nhắn Messenger ở ngoài đoạn chat đây thì nó sẽ không hiện cái đoạn chat của cái người đó nữa. Và khi nào mà các bạn muốn nhắn tin lại với họ hoặc là đơn giản là các bạn muốn bỏ cái tính năng hạn chế đi thì các bạn chỉ cần là làm cái bước tương tự là các bạn chọn vào phần avatar đây. Đó, sau đó các bạn tiếp tục chọn vào phần quyền riêng tư và các bạn chọn vào phần tài khoản bị hạn chế. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cái tài khoản bị hạn chế và các bạn nhấn vào thì nó cũng sẽ hiển thị cái đoạn chat bình thường. Và nếu mà các bạn muốn bỏ hạn chế thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái phần này, có cái chữ bỏ hạn chế đây, các bạn nhấn vào. Đó, như vậy là chúng ta đã bỏ hạn chế thành công và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thì cái tài khoản hạn chế nó sẽ không còn ai nữa. Và mình quay trở lại cái phần tin nhắn đoạn chat. Rồi, khi mà mình quay trở lại cái tin nhắn đoạn chat thì cái tài khoản vừa bị mình bỏ hạn chế thì nó sẽ ngay lập tức quay lại cái phần tin nhắn Messenger như này. Và khi mà mình vào cái phần tin nhắn Messenger thì mình hoàn toàn có thể là nhìn thấy những cái tin nhắn của họ và mình hoàn toàn có thể trả lời cho họ luôn. Và sau khi mà mình trả lời như thế này thì họ hoàn toàn có thể đọc được và trò chuyện lại với mình một cách bình thường. Cái này thì nó sẽ ưu việt hơn cái tính năng là chặn, bởi vì khi mà chặn thì họ sẽ được thông báo là tài khoản của bạn sẽ không thể nhận được cái tin nhắn hoặc là cái tài khoản của người này sẽ không nhận tin nhắn từ bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ biết là chúng ta đang bị chặn. Và cái phần hạn chế này chỉ đơn giản là chúng ta tạm thời là cái tin nhắn này nó sẽ bị đưa vào cái phần là hạn chế, và khi mà một ai đó nhắn tin đến chúng ta thì sẽ không được thông báo về cái thời gian mà chúng ta đã đọc cái tin nhắn, thì họ chỉ hiểu đơn giản là chúng ta bận một cái gì đó mà chúng ta chưa mở cái tin nhắn để đọc, chứ họ hoàn toàn không thể nghĩ được là chúng ta đã bị thêm vào danh sách hạn chế hay là chưa.
Và cái này thì nó sẽ riêng tư và tế nhị hơn rất là nhiều. Và video hướng dẫn của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là hữu ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực để ra thêm nhiều video mới và có ý nghĩa. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào ạ.